Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Luân Phạm Channel. Thì hôm nay mình sẽ ăn pizza, trứng ốp la, xúc xích và salad. Đây là nước sốt chấm với xúc xích với pizza các bạn nhé. Rồi không thể thiếu ớt nữa. Thử ăn đồ Tây ăn thêm ớt nữa. Thiếu ớt thì chắc khó ăn, nhưng mà ăn thêm miếng cho nó ngon thôi. Hôm nay toàn đồ Tây thôi. Đấy, thử ăn xem nó thế nào. Đây, đây thì pizza này là chi với tỏi nhé. Đấy, chỉ có chi với tỏi thôi. Đây, xin mời các bạn. Đây để mình chấm này. Wow. Có nước sốt này nữa, chấm rất là ngon. Nó thơm, thơm mùi tỏi và chi thì nó dính lại á. Rồi bánh thì giòn. Ăn pizza ăn ớt chắc không giống ai luôn. Xúc xích ngon. Xúc xích mình dùng nướng nhé. Đúng là chi với tỏi kết hợp và rất là thơm luôn. Wow. Tại chúng ăn đồ Tây á thì nó mau ngán lắm, bởi vì mình ăn uống quen mà. Nhưng mà ai mà ăn được thì rất là ngon. Lúc đầu mình mới sang á, nhìn đồ Tây không ăn được. Nhưng mà ở lâu ấy mình tập dần ăn quen á, thì rất là ngon, nếu mà ai hợp á. Kể cả giới giống mình á, giờ ăn đồ Việt hay đồ Tây cũng thế, kiểu ăn ớt quen rồi á. Giờ có miếng ớt nó ngon, ăn cái miếng nó đậm đà hơn. Nhưng nhiều lúc thiếu ớt là ăn nó không ngon luôn á. Ừ.
kiểu ăn ớt quen á thì nếu mà nó nhạt miệng lắm, thiếu ớt nó rất là nhạt. Mà ăn ớt đấy, cái vị giác của mình ăn được nhiều hơn. Để mà mình no rồi á, mình cố gắng ăn thêm một tí vẫn cứ ăn được. Đây là trứng này, mình lấy tay luôn nha các bạn nhé. Tùy thích, nhiều người thì ăn pizza ăn không được, còn mình thì thích chấm sốt của nó ăn nó ngon. Cái mùi tỏi về hả, mùi chi nó dày mùi lên rất là thơm. Giòn. Hai cái phía bên này nó giòn lắm. Bởi vì cũng là mình nướng xong ăn liền lắm, thế nó giòn. Không biết có ai giống mình nữa, ăn đồ Tây ăn ớt. Nhưng mà trong miệng mình cảm thấy ngon đấy các bạn. Salad này cũng rất là dễ béo rồi. Ăn nó nào. Trứng ốp la ăn vào nó béo, nó ngậy thơm. Nói đúng rồi, người Tây á, người ta ăn
Pizza gần nướng hay là xúc xích ấy, người ta có cái một cái salad này nè. Ăn pizza thì không thể ăn nhanh được, nó khô khó nuốt. Ăn mì á nó dễ. Nói chung là thỉnh thoảng ấy, đổi món tay ăn rất là ngon các bạn. Chứ ăn lắm thì mình cũng hơi bị ngán. Thỉnh thoảng thôi. Không dù như là ở bên mình một tuần ăn 1-2 ngày là được. Chứ ăn nhiều, ngày nào cũng ăn thì nó hơi ngán mà nó sơ béo. Không. Thôi, chắc video của mình hôm nay xin dừng ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip của mình. Nếu thấy hay cho mình một like, một chia sẻ đồng hồ kênh của mình để mình có thể review nhiều đồ ăn bên Anh Quốc, rồi đồ ăn siêu cay cho các bạn cùng xem. Cảm ơn tất cả các bạn nhé.